Vâng, xin chào quý vị. Lại là kênh YouTube Khám phá Việt Nam TV đây quý vị ơi. Chúng tôi đã dành cả thanh xuân để check-in. Và đặc biệt hôm nay là check-in tại một cái địa điểm rất là thú vị. Một điểm check-in cực chill. Phía sau lưng tôi đây là cái lò gạch cũ thưa quý vị, cách không xa thành phố Đà Nẵng và phố cổ Hội An. Vâng, xin mời quý vị đến đây để trải nghiệm những giây phút thật là lắng đồng, thật là chill, thật là tuyệt vời bên cạnh một cái đồng lúa xanh ngắt, một cái vùng quê của tỉnh Quảng Nam như này. Và thưa quý vị, đến đây không chỉ là uống trà, uống cà phê mà chúng ta còn thưởng thức những cái sản phẩm rất là độc đáo được làm từ gạo Thái Lan. Đó là một giống lúa gạo đen của Thái Lan, cực độc, cực chill. Và quý vị biết không, hôm nay đến đây, lò gạch cũ đó và thì nở thì đang ở một mình. Chí Phèo thì đi vắng rồi quý vị ơi. Còn gì nữa mà không check in, hãy cùng check in chúng ta nào. Đi quý vị, nhé. Rồi. Vì đã bao lâu không nhớ lại mà bỗng